Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Đã lâu rồi mà mình không làm một cái video clip nào về laptop đúng không? Thì hôm nay mình đã quay trở lại với những chiếc laptop với một chủ đề mà mình thấy là nó không quá mới đâu, nhưng mà xung quanh mình thì mình thấy rất là nhiều người đang mắc phải. Đó là những sai lầm chủ yếu khi chọn mua laptop giá rẻ. Ở đây là những chiếc máy mà khoảng giá từ dưới 15 triệu đổ xuống nhá. Ok, và đây là một số suy nghĩ của mình. Thứ nhất, đó là quên đi cái mục đích sử dụng ban đầu của mình. Khi mà các bạn chọn mua một chiếc laptop giá rẻ thì mình nghĩ các bạn nên đưa những cái tiêu chí phục vụ cho công việc sử dụng của bạn lên đầu trước khi nghĩ tới giá tiền. Bởi vì một cái laptop giá rẻ mà nó sẽ không thể đáp ứng được quá là nhiều những cái chức năng hay là về chất lượng, mà bạn sẽ phải chấp nhận là được cái này và mất đi cái kia. Máy rẻ thì sẽ đi kèm với là cấu hình yếu này, hay là cái chất lượng về màn hình hay là bàn phím nó cũng không quá là cao ấy. Nên có thể các bạn sẽ chống chế là hiện tại thì mục đích sử dụng của mình không quá cao này, nên là chọn mua máy rẻ một chút cũng được. Thì nhưng mà xét về lâu dài, khi mà các bạn sử dụng lâu ấy, rồi các bạn sẽ lại phải mất thêm công sức để nâng cấp thêm, sửa chữa thêm, để còn mình thấy là còn tốn hơn. Ví dụ như là các bạn chọn mua một chiếc laptop rẻ này có sử dụng RAM 4GB thì nó cho trải nghiệm không hề mượt mà chút nào, bạn sẽ phải nâng cấp thêm RAM đúng không? Thế nên hãy để ý chọn mua những chiếc laptop mà nó có thể có khả năng nâng cấp được RAM hay là SSD nhá. Mình thấy rất là nhiều người khi mà đi mua máy ấy, kiểu không xác định rõ được cái tiêu chí, nên là khi nghe tư vấn thì rất dễ là lung lay, khiến là việc mua máy nó cũng lâu và chọn phải những cái máy mà nó không phục vụ đúng với cái nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn là sinh viên hay là dân văn phòng mà cần mua máy để phục vụ cho công việc thì mình thấy bạn nên đặt những cái tiêu chí sau lên đầu, ví dụ như là cảm giác gõ này, bàn phím có thể gõ nhanh được hay không, hay là màn hình cho cái độ hiển thị tốt không này, đi ra ngoài trời không bị quá là phản chiếu mạnh ấy, hay là có kích thước rồi cân nặng nhẹ nhàng để các bạn dễ dàng mang đi lại sử dụng. Còn cái yếu tố như về cấu hình thì mình sẽ đặt về phía sau một chút. Đấy, nói chung là các bạn nên đặt thật rõ cái tiêu chí sử dụng của mình để cho cái việc mua máy của mình nó không bị mất quá là nhiều thời gian nhé. Ý thứ hai, đó là không để ý tới các cổng kết nối và khả năng tương thích. Mình thấy cái vấn đề này nó khá là quan trọng ấy, nhưng mà nhiều người lại xem nhẹ, bởi vì là hiện nay không phải quá nhiều những chiếc laptop nó có thể trang bị đầy đủ những cái cổng kết nối để cho các bạn sử dụng đâu. Ví dụ với bản thân mình là một sinh viên và có đi làm thêm, thì mình thấy một chiếc laptop nên phải có khoảng từ 2 tới 3 cái cổng USB Type-A này, hay là có cả cổng mạng LAN, hoặc là có thêm cả cổng của SD thì càng tốt, thì mới đủ để phục vụ cái nhu cầu sử dụng của mình. Nhất là những người chọn mua laptop giá rẻ thì thường là sinh viên và dân văn phòng, thì mình thấy đều cần những cái cổng kết nối đấy cho công việc. Mà khá là nhiều những cái chiếc laptop hiện nay thì họ đã được bỏ đi khá cổng kết nối rồi, hoặc là thay thế bằng là cổng USB Type-C hay là micro SD để có thể làm cho máy trông nhỏ gọn hơn, rồi cũng là bớt đi được giá thành nữa ấy. Thì đấy, các bạn nên để ý kỹ được những cái yếu tố như vậy, nên là để khi mua máy thì các bạn đã có sẵn những cái cổng kết nối để cho nó không bị gây ảnh hưởng nhiều từ quá trình sử dụng của mình nhá. Ý thứ ba, đó là xem nhẹ vấn đề về cân nặng và kích thước của laptop. Cái lỗi này mình thấy là không phải là quá xa đâu, mà là ngay chính bản thân mình đây. Khi mà chiếc laptop đầu tiên của mình lựa chọn là một chiếc laptop quá là nặng đi, nên là khiến cho cái việc mang đi lại di chuyển của mình gặp rất là nhiều khó khăn. Có thể là nhiều người nghĩ là máy laptop càng to thì càng dùng thích đúng không? Thế nhưng mà chưa chắc đã đúng trong một số trường hợp. Ví dụ máy to thì ok, cho cái màn hình lớn này xem có thể thích hơn, thế nhưng mà nó sẽ giảm đi đáng kể cái tính di động của thiết bị. Mà nếu các bạn là một người hay phải mang máy đi làm nhiều này, hay phải đi công tác, đi du lịch cầm theo máy ấy, thì mình thấy nên lựa chọn một chiếc laptop khoảng là dưới 2 cân này, màn hình là khoảng 13,3 inch hay là 14 inch là thích hợp nhất. Còn nếu mà một chiếc laptop có thể được để ở một chỗ cố định hơn thì mới nghĩ tới những chiếc laptop mà 15,6 inch hay là nặng hơn 2 cân ấy. Chứ còn một chiếc laptop quá là to đi, chưa chắc nó đã phù hợp với công việc của bạn, mà nó có thể gây vừa là lãng phí công sức này, gây tốn cái diện tích túi mang đi lại của bạn, cũng như là gây bất tiện khi mà các bạn mang đi di chuyển nhiều đúng không? Ý thứ tư, đó là không thử trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Mình thấy lỗi này khá là nhiều bạn mắc phải. Đó là ví dụ các bạn đã tìm hiểu thông tin trước trên mạng rồi này, rồi đi đến showroom thì cũng chỉ nghe tư vấn thôi, chứ không có tự tay trải nghiệm sản phẩm xem là nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Mình thấy là với những chiếc laptop gaming cao cấp ấy, có khá là nhiều content rồi là video review của nó trên mạng để các bạn có thể dễ dàng hình dung ra sản phẩm. Nhưng với những cái laptop giá rẻ thì nó không có quá nhiều, phải đòi hỏi là bạn tự trải nghiệm cơ. Bởi vì có rất là nhiều những
cái yếu tố mà nó không được liệt kê ở trong cái bảng thông số mà hãng đưa ra đâu. Ví dụ như là cảm giác gõ của bàn phím này, hay là chất lượng hiển thị của hình màn hình, rồi là âm thanh nghe như thế nào thì phải tự bạn trải nghiệm lấy mới biết được. Nếu mà bạn bỏ qua cái bước này ấy, không chọn kỹ, có thể là bạn sẽ phải chọn phải một cái laptop mà sau này quá trình sử dụng lâu sẽ có thể khiến bạn mỏi mắt rồi mỏi tay khi mà sử dụng nữa. Hiện nay thì mình thấy hầu hết là tất cả những cái cửa hàng hay là showroom có rất là nhiều sản phẩm mẫu để bạn có thể đến và trải nghiệm sản phẩm mà. Thế nên là tội gì mà mình không thử để xem là cái sản phẩm đấy có phù hợp với bản thân mình hay không, đúng không? Và đó là một số ý kiến của mình về những cái vấn đề mà mọi người hay mắc phải khi chọn mua laptop giá rẻ. Chọn mua một chiếc máy thì không phải là một việc dễ dàng gì, nhưng mà nếu chúng ta biết được một số lỗi trên và tránh đi thì chúng ta vẫn sẽ dễ dàng tìm được một người bạn đồng hành cho bản thân mình thôi. Và cũng đừng quên đến với Hà Nội Computer để có thể trải nghiệm được những sản phẩm laptop mới nhất và tốt nhất hiện nay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.